Thưa quý vị khán giả, người mắc COVID-19 tuy đã được điều trị âm tính, nhưng các triệu chứng hậu COVID vẫn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một mô hình du lịch mới được hình thành, kết hợp nghỉ dưỡng với vật lý trị liệu, y học cổ truyền nhằm phục vụ các F0. Mời quý khán giả cùng tìm hiểu về mô hình này. Vừa kết thúc thời gian cách ly để điều trị COVID-19, ông Tâm đăng ký tour du lịch dành cho hậu F0 được tổ chức tại Bảo tàng Áo Dài thuộc phường Long Phước, thành phố Thủ Đức. Chỉ với một ngày trải nghiệm không gian thoáng mát, cổ kính kết hợp với các bài tập thở, các phương pháp trị liệu cổ truyền, ông Tâm cảm thấy sức khỏe và tinh thần của mình được cải thiện rõ rệt. Ở đây là vừa du lịch vừa kết hợp hai bên để mình chữa bệnh á. Thì chắc có lẽ hồi phục nó nhanh hơn, tại vì nó vừa thư giãn của người mình mà vừa được trị bệnh nữa thì nó sẽ nhanh hơn, tinh thần của mình nó thoải mái. Những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh gồm đau đầu, căng thẳng, hoa mắt, mất ngủ, đau mỏi vai gáy, rối loạn tiền đình. Điều này cần được vật lý trị liệu để cải thiện. Do đó, tour du lịch này được thiết kế với trải nghiệm vật lý trị liệu do các y bác sĩ đông y hỗ trợ. Chúng tôi tận dụng những phương pháp cổ truyền của đông y để mà đưa vào đây để thành một cái mô hình du lịch sức khỏe mà chúng tôi đặt tên là tour du lịch di sản nghỉ dưỡng đó, và tâm linh ở đây là yếu tố tinh thần và tâm lý đầu tiên. Cái xu hướng là bây giờ là phải trở về với thiên nhiên để chúng ta gắn kết với thiên nhiên, kết hợp với chữa bệnh. Có những cái chỗ như thế này để chúng ta chữa bằng cái phương pháp truyền thống cổ truyền thì đó là tôi thấy là số 1. Những người tổ chức tour du lịch này kỳ vọng du khách, nhất là bệnh nhân F0, có những trải nghiệm duy trì bảo vệ sức khỏe với các hoạt động trị liệu đơn giản, dễ tập, dễ tiếp thu. Chúng tôi nghĩ là không chỉ sau đại dịch mà lâu dài thì cái việc kết hợp giữa du lịch và các cái phương pháp y học cổ truyền sẽ là một cái thế mạnh của du lịch Việt Nam sau đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lại chi hội Đông Phương Cổ Truyền và các đơn vị nào quan tâm để có thể biến cái tour du lịch này thành một cái tour du lịch thân thiện với lại tất cả du khách. Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch đến những nơi ồn ào, náo nhiệt, ngày càng nhiều người lựa chọn tour du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng sẽ là xu hướng du lịch sau COVID-19 tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.